Thầy Dương Trung Hiếu, xin chào các anh chị em có trong group của chúng ta. Em xin tự giới thiệu với các anh chị là tên là Nguyễn Phúc Minh, tự là Nguyễn Trường Thanh. Em là một kỹ sư ngành chế tạo máy, em tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2005, sau đó thì ra và đi làm tại Viện Khoa học. Thì trước đây thì em cũng chưa có khái niệm gì về cái ngành MMO, bởi vì cũng chưa bao giờ có khái niệm là sẽ kiếm tiền trên mạng. Cái ngành học của mình là cái ngành học chế tạo máy. Nhưng mà có một cái duyên rất là tình cờ, bởi vì em rất là thích cái Network Marketing. Năm 2010 thì là nhờ một người bạn giới thiệu, mà em đã biết được là cái kinh doanh Network. Vào trong môi trường này thì mặc dù là chưa kiếm được nhiều tiền, nhưng mà đây nó trải qua một cái môi trường mà được đào tạo, được học tập rất nhiều về hệ thống, cái quản trị hệ thống, và rất mong muốn có một nguồn thu nhập thụ động. Hiện tại thì em đang làm cho một cái đơn vị khoa học tại Việt Nam. Đơn vị này, mặc dù vậy thì đây là công việc làm công ăn lương, là cứ sáng đi làm và tối để về đó. Tuy nhiên thì là em luôn luôn mong muốn có một cái công việc cũng có thể kiếm được thu nhập thụ động. Thì tìm hiểu năm 2015, em cùng với mấy người bạn mở một cái công ty gọi là công ty đào tạo nhân lực. Thì trong cái giai đoạn đầu của công ty này thì chúng em chuyên về quảng cáo Facebook. Thì nói là chuyên về quảng cáo, nhưng thực ra là cũng học được một chút và đi quảng cáo cho người khác. Sau đó thì thấy là nó không được phù hợp lắm, thì chúng em nó mở công ty du lịch. Và hiện tại thì em đang công ty của em đang kinh doanh du lịch, chủ yếu là du lịch nội địa. Thế hôm vừa rồi thì một cái buổi một hôm rất là tình cờ. Bởi vì sao? Bởi vì chơi với các con thì thấy rằng là cho các cháu ăn thì hay bị bật xem một kênh TV. Nhưng mà bật TV cho các cháu mới ăn. Như vậy thì xem trên TV thì thấy hiện quảng cáo. Và thấy rằng là các công ty sữa thì người ta liên tục quảng cáo trên các bộ phim, hay là các cái chương trình hoạt hình cho thiếu nhi. Thì lúc đấy em chợt tìm hiểu ra là tại sao người ta lại có cái quảng cáo nhiều như thế, và cái người sáng tạo trên kênh YouTube thì có thu nhập từ đâu. Và ngay lập tức thì em tìm hiểu và xem được một vài kênh trên kênh vlog dành cho trẻ, thì mình thấy rằng là bây giờ là mình cũng có các con và chơi cùng các con. Vậy thì đây là cái mà mình có thể vừa làm vừa kiếm tiền được, và với cái máu kinh doanh sẵn trong người thì ngay lập tức nó bắt tay vào làm. Bởi vì thời gian này là em khá là bận nên là không tập trung toàn thời gian làm được. Và sau một thời gian bắt đầu làm thì là từ tháng 3, nhưng mà thời gian nó gián đoạn trong 2 tuần vừa rồi. Thì khi em làm nhiều thì nó gặp ra rất là nhiều vấn đề. Tại sao cái video mình làm lên ấy, thì lại không có người xem mấy. Và lại em một thắc mắc nữa là làm như này thì liệu thu nhập có khá không? Thì em lên mạng em tìm kiếm rằng là một view thì được bao nhiêu tiền, 1.000 view trên YouTube thì được bao nhiêu tiền, và tìm cách để làm các cái vlog và bật kiếm tiền như thế nào. Và tình cờ thì em phát hiện ra em tìm được các cái video của thầy Dương Trung Hiếu. Đầu tiên thì chỉ nghe thầy chia sẻ về cách thức tạo kênh, rồi một số cái vấn đề về số view. Sau đó thì em càng, bởi vì chỉ là tranh thủ buổi tối đêm khi mà nằm ngủ thì lúc đấy mới nghe thôi. Vừa bật YouTube bằng điện thoại vừa nghe. Bởi vì công việc ban ngày khá là bận. Thì em phát hiện và tham gia vào group. Thì hiện tại kênh của em cũng đang phát triển, bởi vì phát triển, nhưng mà tuy nhiên thì cái việc mà bật kênh kiếm tiền ấy thì là lúc mà lập Gmail đến
làm thì nó chưa đúng cách như thầy hướng dẫn, và sau khi đó thì bây giờ em bắt đầu điều chỉnh lại và thấy rằng hiệu quả bắt đầu tăng lên, và bây giờ em đang rất là tích cực mỗi ngày up một video. Cái kênh của em là kênh Khám Phá Cùng Bé. Thì kinh nghiệm làm thì cũng chưa được nhiều, mong là rằng là anh chị em ở trong group giúp đỡ em để em có thể hoàn thành. Và hiện tại thì em đang rất là tích cực làm cái kênh Khám Phá Cùng Bé này, và đây là coi như một là công việc sau này sẽ phát triển mạnh, bởi vì công việc này vừa làm vlog với toàn thể gia đình và vừa chơi với các con, vừa dạy các con. Từ khi làm YouTube thì em thấy rất là vui, bởi mỗi ngày mình thấy cái sự view của kênh của mình tăng lên, và mỗi lần mình đếm mình thấy là thích thú, và chắc chắn em sẽ thành công với cái sự nghiệp làm MMO này. Mong thầy và tất cả các anh chị em có mặt trong cái group mà động viên giúp đỡ em. Chúc toàn thể các chiến binh trong group chúng ta sẽ gặt hái những thành công và cùng nhau gặt hái thành công. Xin chào và hẹn sự thành công của các anh chị.